Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Tin Bóng Đá. Chúng tôi rất vui và vinh dự khi được là nơi truyền tải những thông tin thể thao và bóng đá mới nhất mỗi ngày. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đi vào nhận định dự đoán kết quả bóng đá trận đấu giữa đội tuyển U19 Thái Lan và U19 Singapore trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của hai đội tại bảng C vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2024. Trận đấu này diễn ra vào lúc 19:30 hôm nay ngày 19 tháng 7 năm 2024. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý quan tâm theo dõi. Trận đấu đáng chú ý nhất của vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2024 diễn ra ngày hôm nay 19 tháng 7 chính là trận đấu diễn ra vào lúc 19:30 nơi đội tuyển U19 Thái Lan sẽ đối đầu với U19 Singapore. Ở mùa giải gần nhất thì U19 Thái Lan khiến người hâm mộ phải thất vọng khi dừng bước ở vòng bán kết U19 Đông Nam Á năm 2022 khi họ để thua đội bóng tí hon là U19 Lào. Sau đó đội bóng xứ chùa vàng tiếp tục nhận thất bại trước đội tuyển U19 Việt Nam ở trận tranh hạng 3. Trở lại với vòng chung kết U19 Đông Nam Á năm 2024 thì U19 Thái Lan bước vào giải U19 Đông Nam Á năm 2024 với quyết tâm cao nhất là chỉ có giành ngôi vô địch mới giúp họ gỡ gạc lại danh dự là ông lớn của bóng đá Đông Nam Á. Trở lại với trận đấu mở màn ở vòng bảng, U19 Thái Lan sẽ có cuộc đụng độ tương đối dễ thở khi chạm mặt đội bóng ưa thích là U19 Singapore. Còn nhớ là U19 Thái Lan từng thắng cả 6 trận đối đầu trước đó chứ với U19 Singapore và họ tự tin sẽ thêm một lần đánh bại đội bóng đảo quốc sư tử ở trận đấu tối nay. Cần nhớ rằng U19 Singapore không phải là đội bóng có thể tin tưởng khi để thua 14 lần và hòa 2 ở 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Có một chi tiết đáng chú ý đó là đội tuyển U19 Thái Lan là một trong những đội sớm công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức đồng hành cùng với Tiểu Võ Chiến ở vòng chung kết U19 Đông Nam Á năm 2024. Đáng chú ý trong tổng số 23 cầu thủ được trao cơ hội có đến 16 cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Buriram United đang thi đấu ở các vị trí thủ môn, tiền vệ, hậu vệ và tiền vệ lọt vào danh sách chính thức. Điều đó cho thấy đội tuyển U19 Thái Lan là một tập thể là các cầu thủ trẻ đã thi đấu với nhau nhiều năm và đã hiểu nhau. Vì thế, lối chơi, đồng đội và đoàn kết chính là sức mạnh của đội tuyển U19 Thái Lan ở giải đấu năm nay. Trong khi 7 cầu thủ còn lại của đội tuyển U19 Thái Lan đến từ câu lạc bộ Pram, Bangkok, Luang, Pichaya, Ratchaburi, Luang Buri, Asupitong United và Udon United. Ở giải đấu lần này, đội bóng trẻ xứ chùa vàng sẽ được dẫn dắt bởi cơ huấn luyện viên trưởng người Brazil, ông Emerson Pereira. Theo lịch thi đấu thì đội tuyển U19 Thái Lan sẽ lần lượt gặp các đội tuyển U19 Singapore, U19 Brunei và trận đấu cuối cùng mang tính then chốt đó là sẽ gặp U19 Malaysia. Nhiều khả năng trận đấu này sẽ là trận đấu để phân định ngôi nhất và nhì bảng tại bảng C. Thực tế tại bảng C, dù U19 Malaysia bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch, tuy nhiên đây là bảng đấu được đánh giá là dễ thở với Voi Chiến và họ muốn khởi đầu bằng một chiến thắng ấn tượng trước U19 Singapore trong trận đấu diễn ra vào lúc 19:30 hôm nay ngày 19 tháng 7 năm 2024. Như chúng ta đã biết thì Singapore chưa bao giờ được đánh giá cao ở cấp độ đội trẻ. Trong tổng cộng 13 lần tham dự U19 Đông Nam Á thì những chú sư tử chỉ có một lần duy nhất vượt qua vòng bảng. Đã 21 năm trôi qua thì Singapore chưa thể giành vé vào bán kết U19 Đông Nam Á. Trong khi đó, Thái Lan đang là đội bóng giàu thành tích nhất ở cấp độ U19 với 5 lần vô địch ở Đông Nam Á và 2 lần giành ngôi Á quân. Với lực lượng gần như là bê nguyên đội hình trẻ của câu lạc bộ Buriram United, lối chơi của U19 Thái Lan chắc chắn sẽ gắn kết hơn rất nhiều so với các đội bóng khác. Được biết là giải U19 Đông Nam Á năm 2024 diễn ra tại Indonesia từ ngày 17 tháng 7 và giải đấu quy tụ với sự tham dự của 12 đội tuyển được chia thành 3 bảng đấu. Các đội trong bảng đấu sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm một lượt. 3 đội tuyển dẫn đầu với bảng đấu và đội tuyển xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào vòng bán kết. Được biết mà so tài giữa đội tuyển U19 Thái Lan và U19 Singapore trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng C giải U19 Đông Nam Á năm 2024 sẽ diễn ra vào lúc 19:30 trên sân vận động Gelora tại thành phố Surabaya của Indonesia. Theo bạn giữa U19 Thái Lan và U19 Singapore đội bóng nào sẽ lên ngôi vô địch? Theo bạn giữa đội tuyển U19 Thái Lan và U19 Singapore đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Tin Bóng Đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.